các vị lòng vẫn có hiện tại ghế cài nhận là chỉ định khi máy bay hay lại cần và để tìm hiểu cài nhận là được tắt đi. Tôi lưu ý không sử dụng điện thoại di động trong lúc này. Quý khách cẩn thận khi mở cài nhận. Tiền ra tiền đàn qua đây nhé.